Xin chào mọi người ha. Khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái mẫu laptop Panasonic CFSV7 nha mọi người. Nhưng mà đây là cái bản đặc biệt i7 mọi người, i7 Gen 8. Mình sẽ quay rõ cái ngoại hình, cái cấu hình và mình báo giá nha. B842 là mã mình đặt cho máy. Mình sẽ quay rõ cái ngoại hình ở bên ngoài. Đầu tiên thì cái con này vỏ bên ngoài nó cũng không có được đẹp nha mọi người. Nhìn chung thì nó tương đối sạch sẽ, nó có nhiều cái vết trầy mòn đã qua sử dụng nè. Đây là vết mòn nè. Đây là trầy mòn. Ở trên này thì có một vài cái vết trầy mòn. Đây cũng có bị trầy mòn nè mọi người, trầy mòn ha. À, nhìn chung thì như thế này. Nếu mà nhìn hướng bên này qua thì thấy nó ít nhờ nó che, bị che ở đây, hướng này là xấu nhất nè mọi người. Đó. Mọi người xem, nói chung là vỏ máy có trầy mòn đã qua sử dụng, tại vì dòng nội địa gọi là dòng quân đội, dòng này quân đội cho nên nó có khả năng chịu lực, rồi người ta lưu kho đôi lúc chồng lên nhau rồi đó mọi người. Dòng quân đội thì nó hay bị trầy mòn. Bây giờ mình vô bên trong mình sẽ quay rõ ràng ha. Ở bên trong đây mọi người, màn hình là 12.1 inch, màn hình full HD ha. Phím thì cũng tương đối sạch sẽ nè. Mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế, dán vào là tra ký tự nhận đi, còn ký tục từ quốc tế đúng khuôn luôn. SV7 nha mọi người. Chỗ phần cạnh thì nó cũng có cái dấu hơi bóng mòn nhẹ đã qua sử dụng, bàn rê chuột góc cạnh nhìn chung thì cũng tương đối sạch đẹp đó. Giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái cấu hình nha, đặc biệt là cái cấu hình này SV7 nè mọi người, và đặc biệt là bản i7 Gen 8 nè mọi người ha. i7 Gen 8 RAM 8GB, SSD là 512. Đây. Độ phân giải màn hình đó là Full HD 1920x1200 đó mọi người. Đây nè, để mình bấm độ phân giải cho mọi người xem. Đây mọi người, 1920x1200. Trên nền trắng thì con này nó có phản quang nha mọi người. Panasonic thì phản quang định mệnh, định mệnh sinh ra là phải có phản quang đó mọi người. Mình sẽ quay rõ cái chỗ phản quang cho mọi người xem nha. Đây nó chỗ này. Đây để mình. Đây mọi người. Khi mà 1 nè, 2 nè, 3. Hơi trắng nhẹ trên nền trắng đó mọi người. Đây nữa. Đó, còn lại là nền khác, nền màu là mình thấy tương đối ok. Không, nền màu thì nó đẹp, nó không có bị phản quang ha, chỉ có là vài cái vệt phản quang trên nền trắng. Dòng Pana là như vậy, định mệnh là có phản quang, còn nền màu là không sao, nhìn đẹp không có bị sao hết. Đó, và mình báo giá cái con SV7 này ha, mà có nó có DVD nữa, để mà đôi lúc mình view gọi là mình sao chép dữ liệu mình làm việc đồ cũng rất là tiện luôn. Máy là hoạt động hoàn hảo các chức năng, giá là 5,2 triệu nha mọi người. Ai chốt thì inbox mình, mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. 5,2 triệu nha mọi người.